Trời ơi, chúa mẹ ơi. Chào các tình yêu đã quay trở lại tiếp tục với kênh của Tâm Báo Đời của Đệ. Sau khoảng thời gian cậu em không có làm, bây giờ cậu em đã quay trở về, tiếp tục cho cô chú anh chị mình coi cái hành trình về cái con báo này. Gặp đâu chưa thấy, thấy toàn báo không cô chú anh chị. Làm từ Tết tới giờ chạy đúng một lần một cô chú anh chị. Dạ cô chú anh chị coi kênh, bấm vô nút đăng ký bên dưới để cập nhật được tình hình mới nhất, những mẫu ghe máy mới nhất nha cô chú anh chị. Có mình cậu em thôi, ông quần tới ông quần lui tới nay luôn mà con. Nói chung là ở đây ổng chủ sĩ, ổng cho chạy chạy, ổng không cho chạy thì ổng gỡ turbo thì mình cũng thua cô chú anh chị, đúng không cậu? Cho chạy chạy, không cho chạy gỡ turbo, chơi tánh vậy đó bà con. Gỡ turbo dẹp nó còn hơn là gái mình giấu chìa khóa nữa bà con. Rồi lên cái cây này, nay gáp turbo rồi nè, suôn sẻ hết nha, cú này suôn sẻ nha cậu, suôn sẻ cái cho mừng cậu ơi. Từ Tết tới giờ bà con cũng trông chờ quá trời luôn. Sao dầu gì không biết, bà con trông chờ cái clip để chạy cho nó đạt thôi, mà tới nay mình chưa có cái clip nào cho nó đạt hết. Hai đạt lần đội gì nữa, một đạt cũng muốn chết, hai đạt tới nay luôn. Dạ hành trình chạy thử với vợ lại tiếp tục nha cô chú anh chị. Sau khi thông qua cho đội kỹ thuật kiểm tra lại cái turbo thì bây giờ về cầu hạt đã ráp vô lại nước mát. Bây giờ là ra để chạy thử của chú anh chị và sẵn để chạy về bãi ghe mình luôn. Lấy cái đồ đo tua của chú anh chị, mình đo sẵn đo cái con máy rồi nó bị đà không của chú anh chị ha. Ra được. Giọt bà con ơi, lại là con ghe tình yêu của mình cô chú anh chị. Dạ em review nha cô chú anh chị. Sau khi lên cái tua thì cái chân dính bị luốt rồi, cái chân dính của anh Trừ anh đưa bây giờ bị luốt. Gắp cái chân dính khác vô để coi coi sao nha cô chú anh chị. Hôm nay chuyên mục chích thuốc thì đến từ vị trí cậu Đạt chứ không còn. Trời ơi cái gì vậy cha? Trời trọng đích luôn. Về quýnh được con, cỡ con là phải nhảy xong con hết, muốn quýnh con á, tại con nhảy xong rồi. Chuẩn bị test lại cái của chú anh chị ơi, cậu đã cống chích cái chân dịch khác chưa một cái. Cô chú anh chị mình trông chờ quá trời luôn, hai cậu cháu không có thời gian để làm mấy cái này, nay kiểm tra lại coi còn sao. Chơi mình phải mày mò của chú chị, nói chung đâu có ai gáp vô quất cái lụm liền đâu, mày mò tới luôn, tính luôn những cái phản kèo đó cô chú anh chị, phải để vô cái kịch cái dính liền đó. Chơi
Ở bên ghe mình em cũng tiễn được một tài công nài thái của chú anh chị. Đầu năm đi không? Không ở dây cu lì. Trời ơi. Chúa mẹ ơi. Này là cũng một trong những tai nạn khủng khiếp của bãi ghe mình coi chú anh chị. Thôi ơi, lì nó lên ghe không? Có ngước cầu đạt không em? Không, bỏ. Thì đâu cần để đâu đúng không? Anh báo! Không ngước cầu đạt hả? Trời ơi! Cậu năn nỉ con đi, năn nỉ con đi, xin lỗi con, bất cứ chuyện gì đi con cho cậu qua đây. Cậu Đạt, cái đó giờ cậu có làm sai gì với con không? Giờ cháu có cho ông qua không anh Bảo? Có cho ông qua em không? Rồi rồi, cho em chạy trước cái anh Bảo, em làm không lợi anh. Em bước bước sống nha cô Lì, cho anh Bảo lướt coi cái, thẳng luôn. Thôi nhận đích nè. Nếu mà trong cái clip này mà cô chú anh chị mình nghe cái khúc sau này á, cái âm thanh nó có bị ghè ghè thì cô chú anh chị mình để thừa báo đội huynh đệ giùm em.
cái khúc clip mà nãy cô chú anh chị mình thấy em nằm xuống mà nước nó ùa qua cái đầu em á là từ báo đời huynh đệ, cho nên cái mic mà nó có ù là tại ảnh nha cô chú anh chị. Nguyên cái máy quay mình nó ướt không còn gì hết. Coi mình mẩy của anh Cu Lì với cậu Đạt thì cô chú anh chị mình cũng đánh giá được rồi. Rồi bây giờ thay thêm nhớt hộp số nữa nha cô chú anh chị. Bữa chích giờ thổi bùa hả? Đây là cái con đò du lịch của cậu Tính nè à. Chạy từ đầu cồn xuống đuôi cồn, bây giờ tiếp tục vô bùa. Bữa thì chích thuốc nha cô chú anh chị. Ướt hết rồi, không biết có ù hay không luôn. Ủa này giảm hết đâu?